Hôm nay em xin phép được đọc lại cái bài này như một cái kỷ niệm của thầy giáo, thầy Đặng Ngọc Như nói với con. Cha viết những dòng này riêng cho con. Năm 1984, trời mưa kéo dài sang tháng chạp. Tiếng khóc con dưới mái nhà, cha lập đến mấy lần mà vẫn dột. Tiếng khóc con trộn lẫn tiếng mưa rơi như những nốt liên nốt rời điểm vào phần vĩ thanh của bản đàn thế kỷ đang đi về phía của trì trệ già nua. Tiếng khóc con chứng nhận tương lai có mặt, điều giản đơn mà đó là sự thật. Tương lai có những gì? Con ra đời, cha nhanh thêm bước đi, bánh xe thêm vòng chạy, thêm chiếc tả, chiếc khăn tình nội ngoại, thêm phên líp giấy bồi cản gió phương xa. Con ra đời cho cha hiểu từ cha, biết bao sức nặng, cái phố xã điều hiu gió nắng cũng thay mùa. Cha tập tành nấu nướng bán mua cũng qua quýt đôi câu giữa chợ. Thôi những đêm ngồi với mưa để nhớ, tay cha quạt đều những nồi than biết bao nhiêu. Tiếng muối vỡ chẳng còn nghe gì cả, có phải cha đang sống những ngày hối hả tương lai, hối hả bây giờ. Giáo án, công văn, giấy tờ, hiện thực, đùa ước mơ. Nhưng những lời cha vừa kể vu vơ, bỗng biến mất trước nụ cười con trong sáng quá. Cái thằng bé có kiểu nhìn đến lạ, bà mũ nào đấy, hay con tập nhìn đời. Một mái con ơi, khi con đọc những lời cha ghi vào đây vội vã, tiếng nước giọt, giọt càng giòn giả, con nằm bên mẹ, ngủ mê say. Em xin... Thầy Như, em vừa đọc cái bài thơ của thầy viết cho con. Dạ thưa thầy.